cái món salad của chúng ta có cái bánh mì sandwich để chiên lên cho vào cái món salad này. Bánh mì sandwich chúng ta sẽ cắt những cái hạt vuông như thế này ha mấy bạn. Rồi chúng ta chiên bằng lửa vừa thôi, không chiên quá lớn. Rồi chúng ta thả bánh mì sandwich vô. Nó sôi nhẹ ha mấy bạn ha, dầu sôi rất là nhẹ. Rồi chúng ta chờ cho bánh mì sandwich nó vàng, chúng ta vớt ra thôi. Đừng chiên lửa lớn quá sẽ bị khét ngay nha mấy bạn. Rồi, trong khi chờ bánh mì sandwich của chúng ta vàng, chúng ta sẽ chuyển qua làm cái nước sốt của cái món này. Nước sốt món này là đơn giản lắm mấy bạn. Để trộn được cái salad này chúng ta chỉ cần có là 3 muỗng sốt mè rang và 1 muỗng cà phê giấm, 3 muỗng cà phê đường bằng thôi nha mấy bạn, đừng nhiều quá. Rồi chúng ta trộn đều lên. Rồi bánh mì sandwich của chúng ta bắt đầu chuyển màu rồi nè. Rồi chúng ta để sang một bên. Để chừng nào sắp ăn chúng ta hẳn trộn. Đừng trộn trước thì cái món ăn của chúng ta nó salad nó sẽ bị chảy nước ha mấy bạn. Rồi chúng ta vớt hết bánh mì ra. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta trộn salad nha mấy bạn. Salad của chúng ta thì chúng ta sẽ có 3 cái trứng cút, cắt làm 2 hoặc là một chục trứng cút hoặc là 2-3 cái trứng cút tùy theo mỗi gia đình thích ăn. Thì bây giờ mình sẽ cho hết những cái phần rau củ vào trong cái thố. Thì đây chúng ta sẽ có ngò, bắp cải, cà rốt, hành tây, tím. Rồi chúng ta sẽ cho cái phần trộn sốt của chúng ta đã đánh hồi nãy rồi chúng ta cho vô đây. Rồi chúng ta trộn đều lên. Rồi, và chúng ta sẽ cho mấy bạn nhỏ của chúng ta lên đây. Thì mấy bạn có thể là cho trứng cút cắt làm đôi, trứng gà. Riêng đặc biệt trong món ăn này để tạo thêm mùi thơm, béo bùi của món ăn, chúng ta sẽ cho lên một ít bánh mì sandwich đã chiên hồi nãy mình chiên đó mấy bạn. Thì cái món này là mấy bạn thích cho nhiều sandwich và ít sandwich hay không cũng do bản thân gia đình mỗi người thích ha mấy bạn. Thì mình cho vào lên đây. Đối với gia đình vào những buổi dịp cuối tuần bận rộn thì mấy bạn ngoài những món ăn cầu kỳ để chuẩn bị, mấy bạn vẫn có thể chuẩn bị một món salad thật là nhanh, gọn, dễ ăn.